kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống trẻ được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30. Hội thi báo cáo viên năm 2023. Cuộc thi thử thách lập trình viên công nghệ số 2023. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11. Thiếu nhi mong muốn được sống trong môi trường không khói thuốc. Nâng cao khả năng tự bảo vệ cho trẻ em gái. Cùng Gen Z sống xanh đi mùa 2. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ họp báo Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023. Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội là hoạt động truyền thống do Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo và Thành đoàn Hà Nội là bộ phận thường trực tham mưu được tổ chức 2 năm một lần. Hội thi là sân chơi khoa học của tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội, nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, khó vào công tác điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 2023, Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 được tổ chức với 4 nội dung chính và có nhiều nét mới, sáng tạo so với các kỳ hội thi trước. Các nội dung hoạt động của hội thi năm nay được đầu tư hơn cả về nội dung, hình thức và tính thiết thực hiệu quả như thi thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y tế, hội thảo khoa học với chủ đề chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, triển lãm sáng tạo trẻ ngành y tế thủ đô, tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện, tư vấn, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân. Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên năm 2023 với chủ đề Khát vọng hùng cường, sứ mệnh thanh niên, với sự tham gia của 11 báo cáo viên xuất sắc của 9 cơ sở đoàn trực thuộc khối được lựa chọn từ 30 báo cáo viên tại vòng sơ khảo. Hội thi báo cáo viên năm 2023 Khát vọng hùng cường, sứ mệnh thanh niên là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác, phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên thanh niên, góp phần đưa nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đi vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn trong giai đoạn hiện nay. Tại vòng thi trung khảo, 11 báo cáo viên đã trình bày phần báo cáo chuyên đề trong 10 phút liên quan đến chủ đề của hội thi Khát vọng hùng cường, sứ mệnh thanh niên. Trọng tâm là những quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước, ngành, cơ quan, đơn vị, công tác gắn với trách nhiệm, hành động cụ thể của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc phần báo cáo chuyên đề, các báo cáo viên đã trả lời các câu hỏi của thành viên ban giám khảo liên quan đến nội dung báo cáo. Căn cứ các kết quả của phần thi, ban giám khảo đã lựa chọn các báo cáo viên và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các phần thi xuất sắc. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức cuộc thi thử thách lập trình viên công nghệ số 2023 với chủ đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy của các khu vực nhà ở trên địa bàn Hà Nội. Cuộc thi đã nhanh chóng thu hút hàng trăm thí sinh đam mê lập trình từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thủ đô tham dự. Với chủ đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy của các khu vực nhà trên địa bàn Hà Nội, cuộc thi đã nhanh chóng thu hút hàng trăm thí sinh đam mê lập trình từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thủ đô đến tham dự. Cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ với đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Với mong muốn tạo sân chơi trí tuệ, thực chất về các mô hình, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên thủ đô. Tại vòng chung kết, mỗi đội thi đã dành 10 phút để trình bày và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo về sản phẩm sử dụng các công cụ như AI Wonder, Python, Streamlit nhằm xây dựng được mô hình trí tuệ nhân tạo, dự đoán khả năng xảy ra cháy dựa trên các đặc điểm của công trình nhà ở. Từ đó, tổng hợp thành các báo cáo nhằm đề xuất ra các giải pháp, ứng dụng giúp nâng cao khả năng phòng chống cháy nổ trong tương lai.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, thể hiện khát vọng ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 695 đại biểu đến từ 30 hội sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, 39 hội sinh viên Việt Nam thuộc các trường trực thuộc Trung ương và 13 hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài đã về tham dự đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bước vào phiên làm việc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mẹ Việt Nam anh hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với tinh thần bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, tổ chức hội, hội viên sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã ra sức vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội. Trong đó, phong trào sinh viên năm tốt trở thành phong trào sinh viên chủ đạo được các cấp bộ hội sinh viên tập trung triển khai xuyên suốt với nhiều giải pháp mới hiệu quả. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ, hội đã tuyên dương 960 sinh viên năm tốt cấp trung ương, 18.894 sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 262.272 sinh viên năm tốt cấp trường, 2.611 tập thể sinh viên năm tốt các cấp. Các tham luận được trình bày tại đại hội là đổi mới phong trào sinh viên năm tốt và giải pháp đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường định hướng, vun đắp lý tưởng sống cho sinh viên trong bối cảnh mới. Các đại biểu đã kiến nghị những giải pháp để đổi mới phong trào sinh viên năm tốt như hình thành hệ sinh thái hoạt động không có biên giới, không có rào cản và ghi nhận một cách đầy đủ khách quan hay một dữ liệu thông suốt cho các cấp bộ hội. Ngoài ra cần mở rộng đối tượng tiếp cận là học sinh trung học phổ thông kết nối quá trình rèn luyện là học sinh 3 tốt đến sinh viên 5 tốt. Tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đánh giá cao vị trí và vai trò to lớn của sinh viên Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh của dân tộc và đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên, sinh viên trở thành lực lượng trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tôi mong rằng các đồng chí, các bạn sẽ là trung tâm đoàn kết cùng với cán bộ hội trong toàn quốc thực hiện thật tốt nhiệm vụ sứ mệnh của Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Nhân dịp này, tôi đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Việt Nam, tăng cường định hướng hỗ trợ cho phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức hội. Tôi cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, nhất là ngành giáo dục, đào tạo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để hội sinh viên tích cực đóng góp vào các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Không ngừng chăm lo quyền lợi chính đáng của sinh viên, giúp sinh viên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường lành mạnh. Tại phiên đại hội lần thứ nhất, đại hội đã hiệp thương bầu 103 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gồm 6 đồng chí, trong đó có một chủ tịch và 5 phó chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Với cái tôn chỉ mục đích là người bạn đồng hành với sinh viên, thì ở nhiệm kỳ này chúng tôi quyết tâm đưa người sinh viên thành trung tâm của mọi hoạt động, là chủ thể của phong trào và công tác hội phong trào sinh viên. Vai trò của sinh viên hiện nay là vai trò tiên phong ở trong các lĩnh vực, và nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo mọi điều kiện, mọi cái phong trào
để cho các bạn rèn luyện và hoàn thiện mình hơn để xứng tầm với những nhiệm vụ sắp tới mà các bạn phải đảm nhận. Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra 10 tổ thảo luận góp ý văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều chủ đề như sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp, sinh viên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, sinh viên tiên phong chuyển đổi số. Các đại biểu với ý chí mạnh mẽ, khát vọng vươn lên, khát khao chinh phục chân trời tri thức đã gửi gắm về đại hội, kỳ vọng lớn lao về một nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ của công cuộc chuyển đổi số, nhiệm kỳ của những chương trình hành động mới phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của sinh viên Việt Nam. Một đại biểu của tỉnh Đồng Nai thì mình kỳ vọng ban chấp hành khóa 11 của Hội Sinh viên sẽ là một ban chấp hành của hành động, sẽ quyết liệt đổi mới các hoạt động sáng tạo hơn trong hoạt động của công tác hội và đặc biệt là đưa các hoạt động chuyển đổi số để công tác hội của chúng ta ngày càng hiện đại và tiếp cận được với nhiều hơn đông đảo các thành phần thanh niên, sinh viên toàn quốc. Biểu lâm đồng chúng tôi mang đến đại hội những kỳ vọng với những khát khao và những cái mô hình của sinh viên lâm đồng gửi gắm đến đại hội và cũng mong được chia sẻ và góp ý cho văn kiện của đại hội. Và từ đó thì đại hội sẽ đưa ra những cái chính sách, những cái chương trình phù hợp hơn với sinh viên lâm đồng nói riêng và cũng như là sinh viên toàn quốc nói chung. Trong khuôn khổ đại hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, triển lãm sinh viên Việt Nam kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước là tuyến trải nghiệm kết nối với nhau chặt chẽ, có sự liền mạch của câu chuyện lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam đến những phong trào, chương trình hiện nay. Bên cạnh đó, gần 700 đại biểu Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ 11 tham gia hoạt động trải nghiệm tại show diễn Tinh Hoa Bắc Bộ. Đây là show diễn thực cảnh đầu tiên của Việt Nam, tái hiện lại tất cả những nét văn hóa tinh túy, độc đáo của đồng bằng Bắc Bộ. Với sự ấp ủ để quảng bá những nét văn hóa tinh túy của miền Bắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật, Tinh Hoa Bắc Bộ là vở diễn kết hợp những yếu tố thú vị trên sân khấu nước. Các yếu tố dân gian truyền thống được trình diễn theo một phong cách hiện đại và sáng tạo, mang đến cho người xem trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ về vùng châu thổ sông Hồng, trung tâm văn hóa của miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ. Nội dung là đều về bản sắc văn hóa rất đậm chất Việt Nam ạ. Đó giống như là múa rối hay là các cái cuộc thi trạng nguyên và các hát chèo và cũng như là các thánh mẫu. Và em cảm thấy rất là tự hào vì là không nghĩ Việt Nam mình là bản sắc là cái chương trình show này nó rất là đa dạng, không chỉ nằm trong một yếu tố hay là một tiết mục hay là một lĩnh vực nào đấy, mà đây mọi người đang cố gắng gọi là truyền tải tất cả những cái nội dung về nghệ thuật văn hóa để trong một cái show như này. Tôi thì với cái chương trình ngày hôm nay thì những người trẻ Việt Nam cũng đã được nhắc lại về những cái bản sắc của cá nhân mình và đặc biệt là với thế hệ trẻ mà đã có cơ hội sinh sống và học tập ở nước ngoài thì càng được thôi thúc thêm cái niềm đam mê trong việc là truyền bá, quảng bá những cái bản sắc đấy và hoàn toàn là có thể giữ được những cái bản sắc của mình và chia sẻ với bạn bè quốc tế chứ sẽ không bị hòa tan với cả những văn hóa của quốc tế. Tôi ở nước ngoài cũng 10 năm rồi và tôi về nước thì đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy rằng xem một cái buổi trình diễn mà mang đậm những cái đặc sắc, những cái nét văn hóa của Việt Nam như thế. Ở nước ngoài như là hiện tại các sự kiện của sứ quán, chúng tôi cũng đã làm sao để mà có thể tổ chức được nhiều sự kiện mang đi tầm cỡ văn hóa như vậy, đập cái bản sắc văn hóa để có thể mang cái hình ảnh của Việt Nam được nâng tầm hơn so với các bạn bè quốc tế. Nhiệm kỳ mới đã bắt đầu với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức khó khăn đòi hỏi Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá dành cho thiếu nhi là hoạt động thiết thực giúp các em có cơ hội tìm hiểu các kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá, cũng như việc bày tỏ những suy nghĩ và truyền tải mong muốn được sống trong môi trường an toàn, trong sạch, không khói thuốc. Đây là hoạt động phối hợp giữa Trung tâm Hướng dẫn Hoạt động Thiếu nhi Trung ương thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2024 về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá trong thiếu nhi. Cuộc thi đã tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú
giúp nâng cao và tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi và ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và toàn xã hội, bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường an toàn, không khói thuốc. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của thiếu nhi trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng và toàn xã hội, giúp thiếu nhi bày tỏ những suy nghĩ và truyền tải mong muốn của thiếu nhi thông qua các phần thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá. Bài dự thi của em là bài phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong bài dự thi của em đã nhấn mạnh về nhiều các tác hại mà thuốc lá mang lại, các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Và mong muốn của em là mọi người phải chung tay đẩy lùi tác hại mà thuốc lá mang lại cho chúng ta để có một môi trường sống lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho xã hội. Chúng tôi đánh giá đây là một cái cuộc thi mà có một cái tính lan tỏa rất rộng, lớn, rộng khắp cho thanh thiếu nhi toàn quốc. Và cuộc thi đã để lại những cái ấn tượng mà có thể nói rằng là nó có một cái sự lan tỏa và tính truyền thông rất lớn cho thiếu nhi về công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Bởi vì cái đối tượng mà dễ bị ảnh hưởng nhất, dễ bị tác động nhất cũng là thiếu nhi, thanh thiếu nhi. Và thông qua cuộc thi này đã tạo một cái sự lan tỏa, cái sức tự tìm và cái sự tìm hiểu của các em ấy, là một kiến thức, và từ đó các em sẽ tránh xa và không có cái sự tác động đến bởi thuốc lá. Và cũng là một cái hồi chuông cảnh báo để các em, như các em có những tiếng nói của mình đến cộng đồng, đến xã hội, để xây dựng một cái xã hội, một cộng đồng là không khói thuốc. Từ hơn 117.000 tác phẩm dự thi, sau vòng chấm sơ khảo và trung khảo, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực truyền thông, văn học, ban tổ chức đã thống nhất và quyết định lựa chọn các tác phẩm dự thi theo đúng kế hoạch, thể lệ cuộc thi và có chất lượng cao để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 5 đơn vị tập thể. Tại Hà Nội, sự kiện Cơ thể này là của riêng mình, đừng ngại nói không đã được tổ chức bởi lực lượng nòng cốt chiến dịch Thế hệ Hy vọng, làm chủ tương lai, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các lực lượng phụ trách là các thầy cô giáo trẻ của nhà trường, phối hợp với Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children. Sự kiện Cơ thể này là của riêng mình, đừng ngại nói không, nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh về bảo vệ ranh giới cơ thể và thái độ phù hợp khi đối diện với các tình huống động chạm thân thể cho trẻ em gái nói riêng, trẻ em nói chung, bằng chính thông điệp được xây dựng bởi các bạn nhỏ. Bằng những ý nghĩa, thông điệp tích cực, sự kiện đã thu hút 1.200 em học sinh các khối lớp học 4 năm và truyền thông qua video đến với 2.000 em là học sinh khối lớp 1, 2, 3. Trong chuyên đề Đừng ngại nói không của chương trình, các bạn nhỏ đã lan tỏa thông điệp cùng với kỹ năng tự bảo vệ ranh giới cơ thể mình thông qua các bài thuyết trình, các ấn phẩm truyền thông là những bức tranh được chính các bạn tự tay vẽ nên. Bên cạnh đó, các bạn còn tổ chức trò chơi tình huống nhằm nhận diện các hành vi động chạm, phân biệt, đưa ra biện pháp xử trí với các tình huống động chạm không mong muốn, động chạm mong muốn và cách tôn trọng không gian riêng tư của từng cá nhân. Được dự cái chương trình mà chính do học sinh trường mình tự tổ chức và tự sáng tác ra các nội dung, thì mình thấy rất là các con hoàn toàn chủ động. Hiện tại là các con đang theo ở trường Đoàn Thị Điểm thì đã chủ động trong các hoạt động. Tuy nhiên trong cái mà để phòng chống xâm hại thì hôm nay các con đã tự dựng chương trình và con tự tin. Và hy vọng là đây là cái mà giống và cái gốc, và sau đó sẽ nhân rộng ra cho toàn trường để các con biết hơn trong cái quá trình mà các con phòng chống những cái tác động ngoài. Là trong chương trình này, con đã học được vô vàn kỹ năng. Một trong số đó chính là sự tự tin. Sự tự tin là sự cần thiết khi mà mình lãnh đạo. Sự lãnh đạo thì luôn luôn đi đôi với sự tự tin. Tại vì tự tin mình mới dám nói trước đám đông, dám nói những ý kiến của mình. Và tiếp theo chính là các ý làm việc nhóm. Làm việc nhóm vô cùng quan trọng để mình có thể trở thành một người tốt hơn. Vì làm việc nhóm mình có thể lắng nghe ý kiến của các bạn. Mình có thể nói về các ý kiến của mình và thảo luận xem giữa ý kiến của các bạn và ý kiến của mình có thể kết hợp với nhau được không. Khi em tham gia chương trình này, em cải thiện thêm về tự tin hơn trước đám đông và tổ chức làm việc nhóm ạ. Khi có ai đó chạm vào người em thì em sẽ hét lên và chạy đi, hoặc là em sẽ báo với
ông bà, bố mẹ hoặc là thầy cô. Em mong muốn là cơ thể này là của riêng mình. Mình có trách nhiệm phải bảo vệ chính nó. Thực ra thì nhà trường hôm nay các cô rất là tự hào và rất là vui khi mà học sinh lớp 4 năm của mình tự tổ chức một cái chương trình, tự lên kịch bản, tự tổ chức, tự truyền thông và với một cái thông điệp rất là ý nghĩa, tức là đừng ngại nói không và cơ thể là của riêng mình. Thì đây là một trong những cái thông điệp thực sự là chúng tôi mong muốn là thông qua cái chương trình này, thông qua cái chiến dịch này thì sẽ là một cái thế hệ mà truyền đổi cho cái văn hóa của Việt Nam, bởi vì là theo cái truyền thống văn hóa Việt Nam nhiều lúc là mình cứ hay e ngại rồi nể nang và nhiều lúc mình không dám nói không, không dám từ chối khi mà mình không thích, và đấy là một trong những điều mà nó cũng gây rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống cho những trong cái sinh hoạt, đặc biệt là những người phụ nữ. Và đối với những thế hệ trẻ học sinh lớp 4, lớp 5 thôi, nhưng các con đã dám nói ra những điều đó, dám nói ra những điều mà mình không thích, dám nói ra những điều mà mình cảm thấy là không thoải mái, thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những chương trình mà thực sự rất là ý nghĩa của Trung ương Đoàn đã triển khai. Với sự hỗ trợ của bộ công cụ Ship Girl Design, các em học sinh nữ đã tham gia xây dựng ý tưởng, hình thành quá trình và cùng nhau chuẩn bị cho sự kiện. Chương trình không chỉ là buổi lễ để chia sẻ mà còn là trải nghiệm sâu sắc, giáo dục và giúp đỡ các em học sinh phát triển nhận thức về ranh giới cơ thể và cách bảo vệ bản thân. Tôi rất là ấn tượng với các bạn, ấn tượng về sự tự tin của các bạn khi mà các bạn dẫn dắt cái buổi sáng ngày hôm nay, ấn tượng với sự sáng tạo của các bạn khi mà các bạn xây dựng các tình huống, và các bạn ấn tượng về năng lực tổ chức khi mà các bạn sắp đặt các tình huống đó và đưa ra các thông điệp rất là rõ ràng với các bạn học sinh khác trong trường. Chúng tôi mong đây là những cái ví dụ điển hình, những ví dụ tốt để tất cả các bên liên quan có thể thấy rằng chúng ta hãy tin vào trẻ em, chúng ta cần lắng nghe trẻ em, chúng ta hãy tạo cơ hội trẻ em. Đấy là mong đợi thứ nhất. Mong đợi thứ hai là với chiến dịch này thì đều có các chủ đề khác nhau, đặc biệt là chủ đề của chiến dịch là thế hệ hy vọng. Chúng ta cùng nhau xây dựng một cái hy vọng mới nhìn vào thế hệ bạn trẻ. Chúng tôi cũng mong đợi rằng đó cũng sẽ là những thông điệp mà tổ chức cứu trẻ em sẽ hỗ trợ cho trẻ em lên tiếng và cũng nhận được sự ủng hộ của bên. Sự kiện cơ thể này là của riêng mình, đừng ngại nói không là hoạt động trọng tâm của chiến dịch thế hệ hy vọng làm chủ tương lai. Sau hơn một tháng tham gia chiến dịch, 20 em học sinh nòng cốt thuộc khối 4 năm của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã được phát triển kỹ năng của bản thân, tự tham gia tổ chức hoạt động, sự kiện cho thanh thiếu nhi. Tại Hà Nội, Panasonic Việt Nam đã chính thức khởi động chiến dịch cùng Gen Z Sống Xanh Đi mùa 2. Chiến dịch năm nay là hành trình tiếp theo của Gen Z, thế hệ tiên phong sống xanh trong việc truyền cảm hứng về thông điệp Sống Xanh, giảm nhanh carbon tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Sự kiện mở màn đã diễn ra trong không khí mang đậm tinh thần trẻ trung, sôi nổi tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những trường đại học lớn và năng động tại Việt Nam. Tại ngày hội, các bạn trẻ đã được tham gia nhiều hoạt động sống xanh thú vị như workshop tái chế làm túi ví từ vải vụn, làm đồ trang trí từ chai lọ, cũng như trải nghiệm mua sắm xanh với các sản phẩm được làm từ thiên nhiên, thân thiện đối với môi trường, và đổi cây xanh tại gian hàng thu gom pin và rác tái chế. Biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết của toàn cầu. Trong khi Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất, chúng ta cũng có thể nhận thấy thiên tai đang diễn ra thường xuyên hơn. Chúng ta cần chung tay hành động để giảm phát thải carbon, cuộc sống khỏe mạnh bền vững cho mỗi người. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải trong chiến dịch năm nay. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động talk show đã diễn ra với sự tham gia của các đại sứ Gen Z, chuyên gia về biến đổi khí hậu, những người tài năng và nổi tiếng với vai trò tiên phong trong các hoạt động môi trường và xã hội, đã bàn luận và chia sẻ những lời khuyên, những góc nhìn rất thiết thực dành cho các bạn trẻ về lý do và cách thức lựa chọn hướng tới lối sống xanh. Buổi talk show này không chỉ là một cơ hội để chia sẻ kiến thức chuyên sâu, mà còn là một diễn đàn quan trọng để tìm hiểu về những thách thức mà chúng ta đang đối mặt khi đến gần với các vấn đề về môi trường. Các khách mời đã mở ra một không gian đối thoại độc đáo, trong đó họ không chỉ đề cập đến những khía cạnh của khoa học, mà còn chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm cá nhân của họ trong hành trình vì môi trường. Những lời khuyên và góc nhìn mà họ mang đến không chỉ là lý thuyết, mà còn là những hướng dẫn cụ thể và thiết thực dành cho giới trẻ, giúp tạo ra những kết nối mạnh mẽ và tạo động lực cho những thay đổi tích cực trong cộng đồng.
Sự kiện của Panasonic ngày hôm nay đi sâu hơn về tính kỹ thuật, những cái innovation mới, những cái công nghệ cũng như tư duy của Panasonic mong muốn có thể cam kết được trong 2050 hoặc là những điều kiện mà mọi người có thể chạm được đến net zero khoảng năm 2030. Thì mình thấy được là nó là một trong những cái tín hiệu rất là vui. Và cái tín hiệu vui đó, cái người xứng đáng hết đó nhất đó là những người tiêu dùng nói chung và đặc biệt là những bạn sinh viên mà chúng ta ở đây ngày hôm nay, khi mà chúng ta thấy được là chúng ta đang cùng đối mặt với lại biến đổi khí hậu và chúng ta cũng rất là mưu cầu những cái sự minh bạch cũng như là cái hình thức đã thay đổi như thế nào. Tại vì khi mà chúng ta làm cùng nhau thì chúng ta mới có thể định hướng được là chúng ta có thể cùng nhau thay đổi như thế nào. Và khi mà chúng ta biết có thể cùng nhau thay đổi như thế nào thì chúng ta có thể chạm đến đích đến đó bằng nhiều ý nghĩa khác nhau. Bên cạnh đó, Panasonic cũng mang đến buổi tọa đàm với góc nhìn của chuyên gia, trưởng bộ phận cấp cao quản lý môi trường Panasonic Asia Pacific đã cung cấp thông tin về các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt mức phát thải dòng CO2 bằng không tại tất cả các công ty thành viên vào năm 2030, bao gồm cả ở Việt Nam, thông qua giải pháp về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Giải pháp tiết kiệm năng lượng như pin mặt trời, giải pháp vật liệu bền vững thay thế nhựa. Hiện tại thì môi trường là một vấn đề rất là quan trọng và các bạn trẻ cũng cần có ý thức hơn được về sự tác động của mình đến môi trường. Và em nghĩ qua sự kiện này thì các bạn trẻ có thể thêm được như được truyền thêm cảm hứng để mình có thể bảo vệ được môi trường. Thấy đây là một cái hoạt động tuyên truyền rất là tốt, khiến cho mọi người có thể gọi là thu gom rác và thu lại cây để có thể trồng, cũng như là nói chung đây là một cái hoạt động có ích cho xã hội. Denji Green Generation được Panasonic ra mắt cộng đồng vào tháng 12 năm 2022 như một định nghĩa mới về lối sống phong cách của những người trẻ tại Việt Nam, tràn đầy năng lượng, sự hiểu biết, kỹ năng và được trao quyền để hành động xanh, sống khỏe mạnh, không chỉ cho từng cá nhân mà cả cộng đồng và xã hội. Ở mùa thứ hai, chiến dịch tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh niên Việt Nam và các đối tác, chuyên gia, tổ chức phi chính phủ dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề dấu chân carbon và phát triển bền vững. Phía trung tâm cũng đã phối hợp để triển khai trong các cấp học, từ học trung học cơ sở cho đến đại học chuyên nghiệp, để triển khai thực hiện về truyền thông cả cái giải pháp, cả cái chương trình, cả cái ý tưởng, rồi cả cái công cụ liên quan đến bảo vệ tài nguyên, quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thì qua những cái chương trình như vậy, và đặc biệt chương trình này, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các nền tảng đa phương tiện để mà các bạn trẻ để hiểu được các cái chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, rồi các cái cam kết quốc tế để hướng đến làm sao để sống xanh hơn, rồi cùng thực hiện các hoạt động để phát triển nền kinh tế xanh. Sự kiện này cũng là bước khởi đầu cho chương trình Đại sứ Genji với chủ đề hết sức ý nghĩa, đề xuất ý tưởng bảo vệ môi trường và thúc đẩy nhận thức cộng đồng về giảm phát thải carbon. Các đội tham gia được khuyến khích đưa ra những ý tưởng sáng tạo và hiệu quả, hướng tới sự thay đổi tích cực trong hành vi của cộng đồng. Top 5 đội thi xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng đặc biệt, hạt giống có trị giá lên tới 125 triệu đồng. Đây là nguồn tài trợ quý báu, giúp họ biến ý tưởng của mình thành hiện thực và góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu lượng phát thải carbon. Mỗi ý kiến đóng góp sẽ trở thành một hạt giống cho sự thay đổi, mang lại những đóng góp to lớn cho tương lai xanh của chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ, chương trình do Phòng Truyền thông, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn phối hợp với kênh truyền hình VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của chúng tôi trên trang thông tin điện tử truyềnhìnhthanhniên.com.vn hoặc trên fanpage của chương trình Nhịp Sống Trẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!